Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin chào các bạn. Ok, đây là cái unit thứ hai rồi, sang unit thứ hai này và ta bắt đầu là lesson 9. Thì mình làm là không theo unit mà sẽ làm theo lesson, bởi vì nó sẽ có từ beginner là người mới bắt đầu cho đến hoàn thiện. Thì nói chung là đến hoàn thiện thì nói chung là nó có mấy cuốn cơ. Thì nếu mà làm theo unit thì nó các bạn sẽ không theo dõi được, mà mình sẽ làm theo lesson, có thể nó sẽ là nó khoảng tầm 300 lesson gì đó thì sẽ hết bộ giáo trình này. Thì lúc nào các bạn sẽ theo dõi cho nó dễ. Nói chung khi các bạn xem thì các bạn cũng sẽ hiểu là cái này nó phân bổ theo unit thôi. Thì mỗi unit ấy nó lại có một cái chủ đề khác nhau. Thì cái chủ đề của cái bài unit 1 nó là hello, có nghĩa là xin chào, đúng không? Chúng ta sẽ học về cái giao tiếp, hai đứa bắt chuyện giao tiếp với nhau, đúng không? Bây giờ sẽ chủ đề về đất nước quốc tế, đúng không? Rowan là thế giới của chúng ta, đúng không? Ta chào nhau hỏi thăm sức khỏe rồi thì bây giờ sẽ hỏi thăm về cái quê hương quốc tịch, đúng không? Đấy. Chúng ta có niềm tự hào dân tộc không? À, anh có niềm tự hào dân tộc không nhỉ? Chúng ta phải có cái niềm tự hào dân tộc là bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây, ở đây nó liệt kê chúng ta 2, 4, 6, 8 là 8 đất nước, và nó bắt chúng ta là nghe và đọc lại. Thì trước khi cho các bạn nghe và đọc lại thì mình sẽ phải cho các bạn cái phát âm, đúng không? Cho các bạn cái phát âm chuẩn của nó trước, đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau để đọc nhá. Đầu tiên ta sẽ lấy từ Australia. Tiếp theo là Brazil, Bồ Đào Nha, Brazil. Tiếp theo là England. English thì là tiếng Anh, còn England thì là Vương quốc Anh, nước Anh. Tiếp theo là France là Pháp. France là Pháp. Italy là Ý. Tiếp theo là Japan là Nhật Bản nhé. Japan là Nhật. Rồi, Nhật. Tiếp theo là Spain. Spain là Tây Ban Nha. Tiếp theo là United States. United States chúng ta gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thế em gọi là Mỹ được không? Được nhé. Được Mỹ là không? Được. Các bạn gọi là Mỹ được. Nhưng mà đúng ra thì nó Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bởi vì là nó có quá nhiều quốc gia hợp thành một cái đất nước, hợp thành một cái Hoa Kỳ. Chúng ta gọi là Hoa Kỳ hoặc là Mỹ, hoặc tắt như vậy, hoặc gọi là America. United States người Mỹ. Rồi, ta có từ the, you, the night, đúng không? Y ngắn là that, stay là a, stays. The United States, Spain, Japan, Italy, France, England, Brazil, Australia. Bây giờ ta sẽ cùng nhau nghe đoạn. Bây giờ ta sẽ cùng nhau nghe 2.1 nhé. Unit 2. Tape script 2.1. Australia. Brazil. England. France. Italy. Japan. Spain. The United States. Ok, thì các bạn sẽ thấy một cái điều như thế này, đó là nó có cái chấm chấm trên đầu này là cái gì? Thì nó thì các bạn không hiểu thì đây là chấm chấm này là cái trọng âm. Trọng âm, tại vì tiếng Anh có rất nhiều âm tiết, đúng không ạ? Thì cái âm nào là âm mạnh nhất thì đánh trọng âm ở đó. Thì ta sẽ này Australia, Brazil, đúng không ạ? England, France, nó không có dấu chấm bởi vì nó chỉ có một từ đó là từ France. Đấy. Không hề có nhiều âm tiết, như Italy nó 3 âm tiết thì là y là trọng lớn nhất. Italy. Japan. Spain cũng vậy, chỉ có một từ Spain thôi thì nó không có dấu chấm. United States. Đấy, bây giờ ta nghe lại nhé. Unit 2. Tape script 2.1. Australia, Brazil, England, France, Italy, Japan, Spain, the United States.
Ok, mong là các bạn sẽ nhận ra được cái trọng âm của nó. Thì các bạn cố gắng đọc đúng trọng âm nhé, phát âm đúng trọng âm là được. Các bạn tua lại để luyện nói nhé. Tape script 2.1. Australia. Brazil. England. France. Italy. Japan. Spain. The United States. Ok, vậy là ta đã biết về 8 đất nước, đúng không? 8 nước. Thì nếu như các bạn cảm thấy cần phải luyện lại 8 từ này thì bạn dừng video lại ở đây và luyện lại rồi hãy xem phần tiếp theo. Vì phần tiếp theo ta sẽ học một kiến thức mới, đó là kiến thức liên quan đến một câu hỏi Where are you from? Những câu hỏi này thì thường ra thì các bạn đã quá quen biết rồi. Ta tưởng chế với nhau là Where are you lòi dòm, tức là nó vui đúng không? Tức là Where are you from? Có nghĩa là bạn đến từ đâu? Where are you from? Thì chúng ta sẽ học cái câu hỏi này. Cấu trúc câu hỏi chúng ta nhớ rồi. Thì chúng ta nhớ rồi là câu hỏi là có một cái WS. Một cái WS ở đây có từ Where, chính là một cái WS cộng với động từ to be. Thì to be ta dùng ở đây là A, và cộng với một cái tân từ, một cái tân từ thì là you. Where are you thì giống như là bạn ở đâu, nhưng mà ta có từ from là đến, bạn ở đâu đến. Đấy, từ from bạn ở đâu đến. Where are you from, bạn ở đâu đến. Đấy, là bạn ở... hay là bạn ở đất nước nào, chúng ta thử hỏi vậy, đúng không? Và chúng ta sẽ học thêm những cái chủ ngữ mới, đó là chủ ngữ he, she, chủ ngữ his và chủ ngữ her. Thì câu hỏi này sẽ vẫn giống như các lần trước, là chúng ta sẽ có là một cái WH đó, cộng với một cái to be, cộng với một cái tân từ. Thì ở đây nó có cái từ from, thì nghĩa là bạn từ đâu đến, đúng không? Bạn từ đâu đến. Mà cộng thêm cái đuôi đằng sau để bổ sung nghĩa, đúng không? Cộng thêm cái đuôi đằng sau để bổ sung nghĩa. Ok, chúng ta đã học thêm được cái cấu trúc này nữa. Vậy từ where are you from? Thì nói cấu trúc thì để cho các bạn hễ hình dung và mường tượng thôi. Thực ra thì chúng ta sẽ có nhiều cái hay hơn để học, chứ học cấu trúc này nó thành học toán mất, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học về cái chủ ngữ he. Bây giờ ta học về chủ ngữ he, chủ ngữ she, chủ ngữ he thì ta sẽ có đối diện nó là his, và nó có she thì đối diện nó là her. Ta sẽ học bốn từ này. Đây, she, he, she, his và her. Đấy. Thì where are you from thì ta dịch là bạn. Đây, ta sẽ có he là anh ấy. Ta sẽ lấy cách đọc nhé, tra từ điển. Ông ấy, cô ấy, bà ấy. Ông ấy hay thằng đấy. Hiểu chưa? Người ấy đều là he hết, đều là he. Thì cái his, his ở đây nó sẽ là của, hay là thuộc về anh ấy. Của anh ấy hay thuộc về anh ấy, là xe của anh ấy, là tiền của anh ấy, là bất cứ gì của anh ấy, đúng không ạ? Thậm chí là vợ. Vậy ta có từ she. Thì cái gì của anh ấy thì ta dùng từ his, còn anh ấy không thì ta dùng từ he. Người Việt Nam ta thì dùng một cái từ gì ta thêm chữ của vào là xong. Người Việt Nam ta muốn thêm là của ai thì ta thêm chữ của vào là xong. Ý ạ, ví dụ lộc, she. Của lộc thì là she. Của vào đằng trước, thế là xong, đúng không ạ? Nhưng mà người nước ngoài thì không vậy. Người nước ngoài thì họ biến luôn cái từ đấy thành một cái từ khác. He thành his, she là cô ấy, thì her thì là của cô ấy. Thì nó sẽ có một cái mà ta thể mường tượng đây. Ví dụ là where are you from là bạn đến từ đâu. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. Chúng ta muốn nói về người khác thì sẽ dùng đất nước của anh ấy hay đất nước của cô ấy. Đất nước của cô ấy hay đất nước của anh ấy. Thì ta sẽ học cái điều đấy trong bài sau. Trả lời câu hỏi where are you from và cách sử dụng của cái anh ấy cô ấy này nha. Khi ta giới thiệu một người khác về đất nước của một người khác, về cái vật gì của người khác, về một cái thứ gì đó của người khác, ta sẽ học cái his, her nha.